Thưa ông, trở lại 5 cái điểm chính. Tôi nghĩ rằng là nó có 5 cuộc tranh luận. Tôi không đoán, tôi không nghĩ rằng là Vladimir Putin hay là tay chân của họ đó là đã có mưu đến nhìn đến cái cửa đó. Nhưng mà họ có thể rằng là đương nhiên nước Mỹ cũng muốn can thiệp vào những cái cuộc tranh cử ở tại quốc gia khác. Nhiều thì lần Nga nó cũng như vậy. Thế thì khi mà họ làm cái đó thì họ không ngờ rằng là họ gặt hai kết quả đó. Đó nó gây ra 5 cuộc tranh luận. Thứ nhất là cơ quan CIA đó không chính thức xác nhận, nhưng mà hàm ý rằng nếu mà Nga không can thiệp thì chưa chắc ông Trump đã đắc cử. Tức là cũng hàm ý rằng là có thể bà Clinton thắng. Bà Clinton bị thất cử oan. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là người ta có thể có nhiều cách giải thích cái việc bà Clinton thất cử. Thế nhưng mà cái cách giải thích chính đó, nghe nó có vẻ nó thuận tai cho nhiều người ở bên phía đảng Dân Chủ, đó là chính là Putin. Tại vì Putin. Thành ra và vì vậy đó nó gây ra một cái khủng hoảng về chính trị và kể cả khủng hoảng về hiến chế, tức là về hiến pháp. Nếu mà bây giờ là mà tổng thống mới được đắc cử một cách bất chính như vậy đó thì cái thủ tục mà để chất bãi tổng thống nó ra làm sao? Chuyện thứ nhì đó, chúng ta phải nêu một câu hỏi rằng là nhiều quốc gia khác đã từng bị đột nhập và đánh cắp tài liệu bí mật trên không gian, tôi gọi là không phải là gọi là điện tử hay điện toán, tôi gọi là điện não. Tại cái bộ não của nước Mỹ, bao nhiêu cái trí tuệ là thứ gì đó. Thí dụ như là cách đây mười mấy tháng đó đã có cái chuyện mà 22 triệu hồ sơ lý lịch của công chức Mỹ bị những cái cơ quan thuộc về hệ thống tình báo, quân báo của tàu xâm nhập. Họ phanh phui ra chuyện đó thì tại sao không mở cuộc điều tra mà bây giờ lại điều tra về cái chuyện này. Thứ ba đó là tại sao chính quyền Barack Obama lại hấp tấp mở ra cái cuộc điều tra đó vào trong tháng 12? Hay không? Mà trong cái chuyện ngay trước khi mà ông Trump này tuyên thệ nhậm chức, cái việc mà tiết lộ đó, tất nhiên những cái tin tức đó nó có thể là chi phối cái chính sách của đối ngoại của ông tổng thống sắp tới là ông Trump đối với lại trên thế giới, đặc biệt là đối với lại nước Nga, nó làm cho ông ta rơi về thế kẹt. Tức là hóa ra rằng là nhờ Nga mà ông đắc cử tổng thống đấy, thì bây giờ nó đã làm đến được cái chuyện vớ va vẩn như vậy. Thứ tư đó là nhiều phe chống Trump thì có thể rằng là dùng cái chuyện này để đòi trở lại đó là đàn hạt impeachment, đòi truất phế ông tổng thống thứ 45 và mặc nhiên đó để bảo vệ di sản của tổng thống Barack Obama. Thứ năm là những cái tiết lộ ấy đó nó gây khó khăn cho việc cải cách cái hệ thống tình báo của nước Mỹ mà ông Trump ông đã đề nghị và ông đã đưa ra 3-4 nhân vật đó là đã nói rõ ràng là có chủ trương cải cách cái hệ thống cái tình báo đó. Thì cuối cùng sau đó là tình báo Hoa Kỳ đó vừa mới làm một cái công việc đó là tuyên truyền cho thế lực ảnh hưởng của nước Nga, không biết có mạnh đến cái cỡ đó không, nhưng mà tự nhiên đó là CIA xác nhận rằng là Putin làm chuyện đó, làm cho nước Mỹ 5 cuộc tranh luận lộn xộn với nhau. Cái đó làm tôi nghĩ rằng là như vậy chúng ta có thể thấy rằng nó có một cái lỗ hổng rất lớn trong những cơ quan tình báo của Mỹ là CIA, FBI, NSA. Không, nhưng mà 17 cơ quan thuộc về Bộ An ninh Nội địa đó không? Vâng. Nhưng mà có một cái điểm thứ hai nữa là nội bộ phải đánh nhau thì nó mới làm những chuyện như vậy được. Nội đúng bộ rồi. Đó là phía Dân Chủ đánh Cộng Hòa và nội bộ Cộng Hòa cũng có đánh nhau nữa. Cũng đánh nhau nữa chứ. Cái việc mà đi mướn một cái anh MI6 của cũ, tức là từng làm MI6 của tình báo Anh đó, để đi điều tra Cộng Hòa, điều tra Dân Chủ. Thế đang để chứng tỏ rằng là thì mình đó là trong nội bộ chơi nhau. Đó. Tức là đúng nội bộ nhau. Thế nhưng mà Vladimir Putin đã có muốn ủng hộ Donald Trump hay không? Chưa chắc. Có khi chỉ cần rằng là lên tiếng muốn ủng hộ người này để người này người kia đánh nhau dạ. Không thôi đó thì lăn nó xong rồi. Như vậy thì theo cái nhận định của ông và theo cách giả ảo của ông đó là chưa chắc Vladimir Putin đã nhúng sâu vào cái kết quả của bầu cử mùng 8 tháng 11. Hoàn toàn phải nói nó như thế này cho nó rõ này là Vladimir Putin đó có thể, tại vì trong hệ thống của họ đó thì phải tay chân của họ là nhiều ấy. Nhưng mà những cái điều mà họ tiết lộ ra cho WikiLeaks công bố ra ngoài đó là những cái chi tiết đó nó không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Thứ nhất đó nó cho thấy rằng là cái bà chủ tịch đảng Dân Chủ lúc đó đó là tức là cái bà Debbie Wasserman Schultz rồi đó chẳng hạn đó có âm mưu tìm cách chấn cái người nghị sĩ bên cánh Bernie cực tả Sanders, Bernie Sanders. Nhưng mà không phải vì vậy mà ông Bernie Sanders ông không đi vào được cái vòng sơ bộ. Tại vì bên nào cũng vậy, ông được có mấy phần trăm thôi. Thế không phải vì cái đó. Cái chuyện thứ nhì nữa là nếu mà phanh phui cái chuyện quan trọng nhất là cái nạn tham nhũng của bà Clinton với lại cái Clinton Foundation đó thì nhiều người
Mỹ bên Đảng Cộng Hòa đều đã nghĩ rằng là bà Clinton, bà tham nhũng là đương nhiên rồi, không phải nhờ nước Nga mới biết cái đó. Và ngược lại đó là nhiều người Mỹ đó là vẫn ủng hộ bà Clinton, chứng cứ rằng là bà được đa số phiếu của phổ thông đầu phiếu. Dù người ta có nghe nói này kia, người ta vẫn không tin. Thành ra không phải vì cái chuyện phanh phui đó mà nó đưa đến kết quả bầu cử sai lệch đi. Nhưng mà cái chuyện phanh phui đó đó, nó cho thấy một điều, đó là nước Nga chưa nhúc nhích gì hết đó. Chỉ có nhá nhá một cái bàn tay chán thì không thôi đó. Đó là cho thấy rằng là họ trả đũa cái việc nước Mỹ vẫn đề cao dân chủ thế này đấy kia đang để thu hẹp cái ảnh hưởng của họ. Và đấy cũng là một cái cách trả lời của Putin. Cái cách trả lời của Putin tự nhiên nó trở thành rõ ràng ra là vì cái sự, tôi phải nói rõ ràng đó, đó là dại dột của cơ quan CIA. Trong đó có nhiều viên chức đó có thể rằng là bực bội với ông Trump, bực bội với này kia. Họ có những cái lý do chính trị của họ, nhưng mà họ gây phương hại cho nước Mỹ. Và ông Donald Trump đó là một nhân vật thật sự ra thất thế, mà bây giờ tự nhiên lại được hưởng cái thành quả đó là chỉ vì cái người Mỹ đánh nhau, đào cốc lục tiên cái lộn lẫn nhau. Thưa ông nhé, ông vừa mới nói điều là cái việc mà bà Clinton bị mang tiếng tham nhũng trên những cái sự kiện nó có thật đấy. Thì những người ủng hộ bà Clinton bất chấp thì y hệt như ông Trump trong cuộc họp báo hôm vừa rồi. Có một ký giả hỏi là thế ông tại sao ông không công bố hồ sơ thuế? Ông bảo tôi không công bố, nhưng bằng chứng là dân Mỹ họ vẫn bầu cử cho tôi. Đúng rồi. Là và, cái và người nào thương Clinton là thương Clinton và thương Trump là thương. Và cái thứ hai nữa là cái truyền thông cánh tả đó, đó là luôn luôn là chửi Trump. Và cái truyền thông thông ngôn của Việt Nam cũng y hệt như vậy. Là tại vì trong đó nó nói rằng là cái hồ sơ về thuế khóa của tôi đang bị giám định kế toán, tôi chưa công bố. Cái chuyện quan trọng nhất đó là đưa ra một người luật sư để nói rằng là đây những cái tài sản của tôi, công ty của tôi, các thứ nó ra theo nguyên một cái chồng hồ sơ đó. Cái chuyện đó là cái chuyện mà đáng nhẽ nó thành chuyện chính. Cuối cùng sau đó là nó bị cái vụ Putin nó làm hỏng đi hết tất cả. Thế thì rõ ràng rằng là cái bàn tay nhám chưa biết là nó có nhúng nhích hay không, mà nước Mỹ đánh nhau. Mà nước Mỹ đánh nhau cái đó xong rồi đó là tự nhiên là hai phe đó là càng thấy rằng là ông Trump đó là không đáng làm tổng thống. Nhưng mà thưa ông, trước khi chúng ta dứt phần một thì tôi phải nói là cái truyền thông Mỹ thì nó cũng thích những cái chuyện tầm tầm lắm. Tôi còn nhớ là cái lúc mà ông tổng thống đầu tiên của nước Tiệp sau khi chế độ cộng sản Tiệp sụp đổ là ông Václav Havel đi qua bên Mỹ đó, thay vì họp báo để cho ông Clinton với ông Havel nói chuyện với nhau về chính sách giữa hai quốc gia, thì ông cứ hỏi ông Clinton là thế này, hỏi ông Havel chứ, Václav Havel chứ, ông nghĩ gì về cái vụ Monica Lewinsky? Đó là nước đó. Mỹ, thấy chưa? Mà cái đó đó tôi mới bảo rằng là tôi nói cái này để nghe nó hơi nặng, nhưng mà tôi khinh truyền thông của Mỹ từ thời chiến tranh Việt Nam. Chút nữa chúng ta sẽ trở lại chuyện đó. Và tôi khinh cái hệ thống tuyên truyền của nước Mỹ cái đó. Thành ra đối phó với lại những cái chế độ mà nó độc tài, nó gian manh đó, đó. Nước Mỹ không có đủ trí tưởng tượng và kém văn hóa. Chúng ta sẽ trở lại cái đó. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại ngay chương trình Giờ Dạo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa sau ít phút thông tin thương mại.